Từ cuối năm 2022 đến năm 2023, liên tiếp các trung tâm đăng kiểm trên khắp cả nước đã bị khám xét điều tra về cùng vi phạm nhận hối lộ. Điều này khiến cho các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động rơi vào tình trạng quá tải ủ ứ. Trong khi các phương tiện đang xếp hàng dài chờ đến lượt khám xe thì tại Hà Nội có thêm 3 trạm đăng kiểm đóng cửa. Số lượng trung tâm đăng kiểm hoạt động chỉ còn 9 trên 31 trung tâm. Từ chiều mùng 3 tháng 3, trung tâm 29 30D ở phường Yên Nghĩa Hà Đông chính thức đóng cửa. Như vậy hiện nay trên địa bàn Hà Nội chỉ còn 9 trạm đăng kiểm hoạt động. Ở khu vực quận Hà Đông, cả 3 trên 3 trạm đăng kiểm đều đóng cửa. Những trung tâm còn hoạt động hiện nay chủ yếu ở khu vực ngoại thành, huyện Thanh Trì 2 trạm, huyện Mê Linh, Hoài Đức, Đông Anh, Trương Mỹ và Đan Phượng, mỗi nơi còn một trạm. Quận Đống Đa và Hoàng Mai, mỗi nơi còn một trạm. Ước tính với số dây chuyền kiểm định còn lại tại các trung tâm đăng kiểm thì mỗi ngày ở Hà Nội chỉ đăng kiểm được cho khoảng 1.100 xe tương đương với khoảng 30.000 xe mỗi tháng. Trong khi đó, lượng ô tô tới hạn kiểm định tại Hà Nội trong tháng 3 là hơn 75.000 xe, tức là chưa đáp ứng được một nửa nhu cầu của người dân. Trước tình trạng quá tải các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, không ít chủ xe chọn giải pháp mang xe sang các tỉnh khác để đăng kiểm như Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định. Tuy nhiên, một số điểm lân cận cũng dần trở nên đông, khiến các chủ xe phải chờ lâu, đặc biệt trong bối cảnh lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm. Để tránh phải đi lại nhiều lần, trước khi mang xe đi đăng kiểm, chủ xe cần chủ động kiểm tra và bảo dưỡng xe, tra cứu và nộp phạt nguội. Ngoài ra cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để hoạt động đăng kiểm được diễn ra nhanh chóng và trơn tru. Sau đây chúng tôi xin cung cấp thông tin về 9 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động ở Hà Nội. 1. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903V, phường Láng Thượng, quận Đống Đa. 2. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2932D. Số 9 đường Pháp Vân, tổ 15, phường Yên Sở quận Hoàng Mai. 3. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2901V, km 15+200, quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh thành trì Hà Nội. 4. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2904V, km 8, đường Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, huyện Mê Linh thành phố Hà Nội. 5. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2908D Lô 6, cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Trung, Hoài Đức, Hà Nội. 6, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2911D, địa chỉ km 31, quốc lộ 6, Đông Sơn, Trường Mỹ, Hà Nội. 7, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2913D, địa chỉ thôn Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội. 8, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2922D, khu đất số 10 đường 254 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. 9, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2906V, địa chỉ km 4 đường 70, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.